Xin chào tất cả quý vị khán giả của Lữ Khách 24 giờ. Tôi là diễn viên hài hước vui nhộn Y Nhu. Chào cô. Chúc cô mùa mai bán đắt nha cô. Dạ. Dạ. Ủa Di My. Chào anh. Chào em. Nhưng mà hình như nhà anh quen quen á. Anh hình như là anh làm ảo thuật à? Đúng không? Ừ. Anh có thể làm cho em coi được không? Rồi bây giờ Zalo sẽ làm một cái tiết mục nhỏ cho em coi. Anh hướng dẫn cho em làm luôn ha. Sẵn Zalo với khán giả luôn ha. Sau đây là Y Nhu và Gia My sẽ gửi đến quý vị khán giả một cái tiết mục ở thật nhỏ. Bây giờ mời Gia My đưa hai tay thẳng ra. Rồi, xoay từ từ vô. Xoay từ từ vô trong. Xoay vô trong nè. Đó, rồi thẳng tay ra nha. Rồi để tay này qua tay kia. Rồi, đan mấy ngón tay vô nhau. Nhúng nhích hai ngón cái coi. Rồi, từ từ xoay lên. Ê, có gì xoay sai anh à? Em sai nhưng mà anh đúng. Thôi bỏ đi. Để cuối chương trình sẽ hướng dẫn cho em ha. Hứa nha. Ok. Ừ.